sự quan sát của tôi là cái ví tiền của mấy bạn sắp tới công tới chuyện với mình rồi đó. Bởi vì sao? Ngồi yên lặng và bình tĩnh nghe nè. Tự nhiên sao tôi thấy tôi lố ghê luôn á mọi người. Nhưng mà ý của tôi nói là cái ba lô linh vật Bi Bubble 3 này nè, có một cái sự ngầu có lan tỏa đến màn hình của mấy bạn chưa? Rồi chúng đến con tim của mấy chiến hữu sát cánh bên tôi nữa chứ. Bây giờ là mình đến luôn với cái nguồn gốc nguồn cội của em đó nha mọi người. Em này được làm từ 900 HDBU, khoan khoảng tầm là 8-9 giây gì đó đi. Còn có sự lót thêm là 210 BU này nữa nè. Mấy bạn có cảm nhận được cái sự chắc chắn và chất lượng ngập trời hay chưa? Nền vải là họa tiết monogram chân dung của Bi Bubble nhà mình nữa nè. Dung nhan của em nó bên ngoài là một sự đẹp hào phóng. Lý do tại sao mình gọi là hào phóng hả? Có đến 6 ngăn lớn nhỏ cho mấy bạn tha hồ đựng chọn ngôi nhà nhỏ của mình nha. Alo, lại lố nữa rồi nè. Có 2 ngăn trong suốt nha, mà ngăn trong suốt lớn thì có nắp bật nữa nè. Xong còn phát cắt thêm 2 cái nút bấm mở ra mở vô nữa. Thấy có ngầu chưa? Sự ngầu là bao trùm rồi nè. Logo Y 2010 trong xịn sò dữ dữ chưa? Mời mọi người khám phá bên trong cùng với mình nha. Nghe mình giống như chị Quỳnh chưa bao giờ vậy. Có 3 ngăn lớn cứ gọi là thoải mái vô tư luôn đó. Bên trong lưng ba lô là một tấm EVA chống sốc, PFM lên đến 8mm, chống sốc tối ưu. Cái khoảng này là khoảng mấy bạn thể hiện tình yêu thương của mình với cái laptop đi kiếm cơm của mình nè. Mà mang theo laptop là chắc chắn là phải nặng luôn á. Ba lô mà không có đệm vai là thôi thua luôn. Nhưng mà ba lô nào á chứ ba lô nhà zombie là không có rồi nha. Đệm vai đeo em bé siêu êm ái luôn. Êm ái cho cái đôi vai ngọc ngà của mấy bạn luôn đó. Dây kéo đầu kéo IKK siêu mượt mà, khoái khoái nha. Nhãn dịch chữ Evo 2 và logo Y2010 là điểm nhấn đơn giản nè. Cái body của em nó là siêu chuẩn nha mọi người ơi. Cao 42cm, dài 30cm và rộng 13. Ngon dữ chưa? Bởi vậy tôi nói trên cuộc đời này khó khăn đủ điều hết trơn. Có cái mua ba lô không mà quá nhiều sự cám dỗ trong này rồi. Nhưng mà các bạn hãy cứ an tâm và đặt lòng tin vào zombie nha. Mọi người sẽ không có thất vọng về cái ba lô này đâu nè. Thank you.